hưởng ứng ngày sách và bản quyền của phòng giáo dục và đào tạo Khói Châu, trường trung học cơ sở thị trấn Khói Châu tổ đang có, đặc biệt là những trang hồ, các câu chuyện kể về chủ quyền ở để chào đón chúng ta. Kính thưa các thầy cô giáo, vậy làm bạn với sách giúp ta có thể thả hồn vào những trang sách. Sách là bóng một người đang dang rộng hai cánh tay đứng trên đỉnh núi cao viện, khiến trái tim em thắt lại. Thường đó là ước mơ của một cậu bé mồ côi được chăm sóc thất nghiệp, hay đơn giản là ước mơ tìm được một tình yêu đẹp, luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi con cảm nhận lại những giá trị tinh thần và cuộc sống qua những câu chuyện ngắn.